Cọc nằm đây hả? Cọc nằm đây à? Hai chị em lên trên nằm đi, lên ghế nằm cho đỡ lạnh. Lên Siro, lên trên rồi, nằm đấy. Vừa Siro nằm ở chỗ nào mà giờ lại không nằm? Ừ? Sao anh có đuổi Siro xuống đâu? Ừ? Không hề đuổi Siro, cho phép Siro nằm ở đấy mà lại Siro lại không nằm. Ừ? Đừng có xéo gối ra là được, xéo mất hai cái gối của anh ra rồi, vết nấm ở cổ là đã khỏi chưa? Yên nào. Ừ, phải xịt thuốc thêm rồi, nhưng mà xịt thì mẹ lại cứ liếm hộ con. Ừ. Bây giờ là 12 giờ đêm mọi người ạ. 12 giờ đêm và bây giờ mới xong công việc, sắp xếp cái chỗ nằm cho chúng nó rồi đi ngủ. Đấy. Cái chỗ mà bình thường dùng để ngủ trưa thì sẽ là cái chỗ ngủ tối của chúng nó. Trời lạnh thì chúng nó thích nằm ở trên gỗ hơn là thích nằm ở dưới sàn. Mùa hè thì mặc định chúng nó sẽ nằm ở dưới sàn để cho nó mát. Nhưng mà mùa đông thì chúng nó sẽ muốn nằm cách cái nền đất ra, bởi vì nằm nền đất thì nó rất là lạnh. Ừ. Đây là Siro. Ok. Pila, sao lại Pila lại không nằm ở đây nữa rồi nhỉ? Con cọc nằm ở đây hả? Pila nằm ở đây. Cái chuồng đẻ hụt của Melsi. Sắp ra cho Melsi nhưng mà Melsi bị sảy. Melsi không đẻ thì thôi đẻ luôn ở đây để cho chúng nó nằm luôn, để cho nó cách đất. Thế con cọc thích nằm ở đây với lại nằm ở đây với lại bà Pila hay là nằm ở đâu? Vào rúc vào bụng bà Pila nằm cho nó ấm. Bà Pila chỉ được cái là nhiều mỡ thôi, ấm lắm. Sao lại có cái bát ở dưới kia nhỉ? Con nào nằm rơi cái bát của anh xuống đây nhỉ? Hả? Cất cái bát đi nhá. Tại sao lại có cái bát ở đây? Nhá. Thôi rồi, Pila nằm ở trong đấy đi thôi. Siro lại nhảy xuống cái thảm này. Siro nào. Đấy. Pila vào trong ổ gỗ đi, Pila nằm đi. Vào nằm ổ gỗ đi. Cho nó ấm. Vào trong ổ gỗ nào. Ra đây làm gì? Ừ. Vào ổ gỗ nằm đi. Ừ, gặm gặm nào, gặm 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 ăn bụp giờ. Liếm thì được, đừng gặm. Ừ, ngoan lắm. Ừ. Gặm này bà Pila là oánh như giờ nhỉ. Thôi Pila vào trong chỗ của Pila nằm đi. Vào đây đi. Nằm vào đấy. Rồi, ok. Nằm đấy cho nó ấm. Được rồi, nằm đấy ngủ đi. Ngủ ở đây nhá. Đến giờ đi ngủ rồi anh tắt điện đây này. Nào, con Siro nằm ở đâu? Siro nằm chỗ nào? Con cọc nằm chỗ nào? Pila nằm đấy nhá. Siro nằm đâu? Siro lên ghế. Siro lên ghế, lên ghế nào. Lên trên. Nè, lên. Nằm ghế hay nằm ở đâu? Ừ. Giờ mới lộ cái bản chất ra, nằm là phải lên chăn. Thế lúc nãy này còn giả đò. Lúc nãy nằm ở cái chỗ không có chăn. Được. Rồi ok, nằm đấy, tí anh cất cái gối đi. Xé mất cái góc chăn của anh ra rồi. Thò một tí bông ra là chúng nó xé ra ngay. Mất tính ra là từ cái đàn cho con đợt trước nó mất mất toi mất một cái gối. Bọn này thì gối thì nó không có cắn. Nhưng mà có cho con cũng lại có con cọc con này là gặm cái chăn xứt ra một cái là nó cắn luôn cái góc ra, thò bông rồi nó cắn nó dứt bông. Đây.
nó rứt nó tha vào trong ổ nó vào đây nằm cho nó ấm này. Đấy, thích bông, thích rứt bông. Siro nằm ở chỗ nào? Siro nằm ở đâu nào? Siro. Messi thì nằm ở đây rồi. Messi nhận chỗ rồi, Messi không có quyết không có thay đổi chỗ nằm. Không thay đổi chỗ nằm. Đây. Khi mà không còn cái gì thì cái đồ cao su vĩnh cửu này chúng nó cũng đã phá được ra này. Một đầu rồi. Tính ra là nó được tồn tại được mấy tháng. Nhưng mà bọn rốt của nhà mình thì nó là bọn siêu phá. Nhất là Pila, đối tượng siêu phá. Đây, vẫn còn một cục còn nguyên này. Chứ bình thường chó nhà người ta thì chơi cả đời không hỏng. Như đây mình như chúng nó mà lúc mà nó buồn chán nó không có việc gì làm thì bền mấy thì cũng sẽ có lúc hỏng. Cọc ơi. Cọc. Cọc nằm đâu? Cũng học theo các chị gặm đồ chơi, gặm cao su rồi gặm các thể loại. Tầm cho con này thì nó ngứa răng là nó hay gặm những cái đồ mềm mềm, là nó là từ cái nguyên nhân của cái việc mà nó xé mất một cái góc của cái nệm chạy lưng là cọc. Dáng nằm của Messi, Messi thì nằm rất là rất là biết ý, nằm gọn vào một góc để làm gì, để cho Pila với Siro cũng muốn nằm thì vẫn còn chỗ nằm. Cùng chú Tuyết, cùng chú Tuyết có phải Pila xúi cho nó xé chăn để lấy cái bông cho Pila nằm không? Có phải không? Công chúa Tuyết tốt bụng, nhìn cái bụng này. Lúc nào cái bụng cũng như kiểu nó có bầu gần đẻ. Công chúa Tuyết Pila tốt bụng. Siro ơi. Siro không nghịch nữa, ra đây. Siro. Gặm nhấm gì giờ này? Siro có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hả? Siro. Có ai phạt gì Siro đâu mà Siro phải chui vào đấy. Siro nằm, Siro lên ghế nằm đi. Siro, Siro ơi, Siro, con Siro đâu rồi nhỉ? Siro ơi, có ai phạt Siro đâu? Pila ngủ đi. Pila vẫy đuôi làm gì? Có ai nói gì đến Pila đâu nhỉ? Hả? Ai nói gì đến Pila đâu mà Pila vẫy đuôi nhỉ? Pila ngủ đi. Nằm xuống ngủ đi. Ok, xin chào mọi người nhé. Giới thiệu với mọi người một chút về cái giờ đi ngủ của Rugolagovi đó. Một ngày trong cái cuộc sống sống gần những con Rottweiler, và mọi người sẽ hiểu là tại sao mà mọi người thường nhận được những cái tin nhắn trả lời rất là muộn, bởi vì cái công việc của mình là nó thường là xong muộn, lúc thường là buổi tối và muộn muộn rồi thì lúc ấy mới kiểm tra tin nhắn để phản hồi cho mọi người được. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.